Mỗi khi nhắc tới Nguyễn Thị Thu Diễm là người dân và đoàn viên thanh niên phường Long Phước, quận 9 đã nhớ tới cô bí thư đoàn phường, người thủ lĩnh thanh niên đi đầu trong các hoạt động phong trào, luôn xông xáo trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Đó là tuyên truyền cho người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch, tuyên truyền các em học sinh tận dụng các vật liệu tái chế tạo nên cốc xanh trong lớp học hoặc tại nhà, hay đến các hành động cụ thể như thay áo mới cho các bức tường ở khu phố tạo không gian xanh, chuyển đổi điểm đen về môi trường thành vườn hoa, khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh rạch tại địa phương, đã tác động tích cực đến ý thức và nhận được sự ủng hộ tham gia của đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân địa phương trong việc bảo vệ môi trường. Thì là một trong 12 gương công nhân trẻ tiêu biểu năm 2019 thành phố Hồ Chí Minh, thì bản thân em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và thực sự rất là hạnh phúc, cảm xúc rất là dâng trào và đặc biệt rất ấm trong mùa xuân năm nay. Và sau khi được nhận công nhân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2019 thì bản thân mình không chỉ là dừng lại đó mà bản thân cũng phải cố gắng rèn luyện, học tập, nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn nữa để thứ nhất là mình phát huy cái tinh thần tuổi trẻ của mình, nhiệt huyết xung kích, xông pha đi đầu, không ngại khó khăn, và thứ hai là mình cũng không ngừng học tập, nâng cao, rèn luyện về cái học vấn cũng như là cái kỹ năng sống cho mình, và đặc biệt là luôn truyền cái lửa của mình đến với các bạn đoàn viên thanh niên. Bên cạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, sắn tay áo lên làm trước là cách Thu Diễm làm để vận động người dân quy tụ sức trẻ tham gia vào các hoạt động của đoàn hội. Trong mỗi hoạt động, Thu Diễm đều chọn phương thức dân vận khéo từ những việc cụ thể sát với tình hình thực tiễn địa phương, phù hợp và đáp ứng nhu cầu của người dân, qua đó tạo được sự đồng lòng đồng sức của đông đảo người dân. Trong năm 2019, Thu Diễm đã cùng với các bạn đoàn viên thanh niên phường vận động các nguồn lực thực hiện công trình bê tông hóa một tuyến đường, nâng cấp hai tuyến hẻm, vận động thực hiện một hệ thống chiếu sáng dân lập, sửa chữa hai cầu giao thông với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Đồng chí không những chỉ rèn luyện bản thân, nâng cao học tập, rồi lắng nghe, góp thu tiếp thu, đặc biệt là hòa đồng, sống rất hòa đồng. Các bạn đoàn viên của phường khi trao đổi với tôi thì khen không chỉ xem cho ông chí Diễm là bí thư mà là xem là một thủ lĩnh, là một người chị, đặc biệt là một người bạn. Từ cái chỗ là một người chị, một người bạn thì dưới sự hòa đồng của mình thì chúng chí Diễm đã quy động được cái lực lượng, đặc biệt quy tụ được các bạn trẻ tham gia tích cực. Thì từ những cái nhen nhóm ban đầu khi cái trong hoàn cảnh khó khăn đó thì chúng chí Diễm là hết sức là cầu thị lắng nghe cái góp ý của cấp trên, góp ý của đảng ủy, góp ý của đoàn viên, rồi xây dựng cho mình một cái lối sống hết sức là trong sáng, cầu thị, tiếp thu. Với những phong trào hoạt động thiết thực, đoàn phường Long Phước đã trở thành đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua liên tục trong các năm 2017, 2018, 2019. Bản thân Thu Diễm còn vinh dự đạt giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn năm 2019, đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ năm 2019. Năm 2019, với chủ đề năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội, đội ngũ cán bộ công chức viên chức trẻ của thành phố đã khẳng định vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Ngô Quốc Anh, bí thư đoàn khối cơ quan ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, chuyên viên phòng kinh tế quận Bình Thạnh, là một điển hình tiêu biểu tiên phong đi đầu trong việc đề xuất các giải pháp góp phần cải cách các thủ tục hành chính tại đơn vị của mình. Trong năm 2019, Quốc Anh đã mạnh dạn đề xuất giải pháp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, mức độ 4. Trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, Quốc Anh đã chủ động đầu tư thiết kế các tập tin trình chiếu, video hướng dẫn cách thức từng bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trực quan sinh động để người dân dễ dàng nắm bắt, thực hiện dịch vụ. Đồng thời phối hợp với các ủy ban nhân dân phường tổ chức các buổi tập huấn cho nhân dân trên địa bàn phường về các bước thực hiện thao tác thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, vào thứ hai, thứ năm hàng tuần, Quốc Anh và các bạn đoàn viên thanh niên của đơn vị còn tổ chức hướng dẫn người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Thì bản thân tôi khi mà nhận được giải thưởng này phải nói là rất là vinh dự và tự hào vì là một cán bộ công chức trẻ mà nhận giải thưởng rất là ấn tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây phải nói là vừa là một vinh dự và tự hào mà nó cũng phải thể hiện được một cái tinh thần trách nhiệm khá là nặng nề trong thời gian tới. Bởi vì tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm sao để xứng đáng với cái danh hiệu này trong các năm tới.
và tạo được cái sự lan tỏa trong cán bộ công chức của đoàn khối cơ quan ban quận cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên của đoàn khối cơ quan ban nhân quận. Bằng những nỗ lực của Quốc Anh và cán bộ công chức đoàn viên thanh niên quận Bình Thạnh, tính đến tháng 10, 2019, toàn quận Bình Thạnh đã có 2.076 hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, duy trì việc đạt tỷ lệ 100% so với năm 2018, trong đó có 685 trên 2.076 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 33%, hoàn thành chỉ tiêu thành phố đề ra. Đó là những kết quả đáng tự hào. Không chỉ với sáng kiến trên, trong hơn 8 năm công tác, Quốc Anh đã đưa ra rất nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ người dân xử lý thủ tục hành chính tại quận. Với những đóng góp của mình, đồng chí Ngô Quốc Anh đã được vinh danh cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 6 năm 2019, bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy với thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019. Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 2 năm liền 2018-2019. Có thể nói, Nguyễn Thị Thu Diễm và Ngô Quốc Anh xứng đáng là những điển hình cán bộ trẻ, những người thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu, khéo quy tụ sức trẻ, sức dân để thực hiện các công trình phần việc của thanh niên. Với những thành tích của mình, Nguyễn Thị Thu Diễm và Ngô Quốc Anh chính là hai trong số 12 điển hình công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Với những kết quả nổi bật ngày hôm nay, chúng ta tin chắc rằng các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng để đoàn viên thanh niên thành phố học tập noi theo, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.